Ok em ơi, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại chiến con game bắn cá đổi thưởng 68 cái bài em nhá. Thật ra bắn cá đổi thưởng thì hiện tại thì hầu hết là những cái app game bài đổi thưởng nó đều có hết đúng không anh em? Tôi nghĩ là như thế, vì tôi cũng lân la chơi thử một số app rồi. Đấy là hầu như app nào cũng có con bắn cá này. Nhưng mà những cái app kia tôi thấy là cái đồ họa của nó rất là kém luôn anh em ạ. Nhìn tôi nghĩ là ở đại dương chắc là không có những cái loại cá đấy đâu, chắc là như thế nha mọi người, chắc là như thế luôn đấy. Đấy thì có thể là anh em thích những cái app như thế, nhưng mà cá nhân tôi thì cái đồ họa nó phải ok một tí, mình bắn mình mới có cảm xúc được chứ anh em, đúng không? Bởi vì tôi có thể là trước đây là tôi chơi ở những cái máy bắn cá ấy, cho nên là khi mà mình chơi lại những cái con bắn cá đổi thưởng online này thì cái yêu cầu của mình khá là cao, nó phải tương tự cái app bắn cá một trước một tí. Đấy thì mình chơi mình mới có cảm hứng được. Đấy có thể đấy là cái yêu cầu của tôi nó quá cao. Đúng không anh em? Thì mỗi người sẽ có một cái nhận định, một cái cách chơi riêng mà. Đấy, cá nhân tôi thì tôi cũng gọi là đam mê như thế thì mình biết làm sao bây giờ anh em. Đấy mình cái đồ họa của mình của nó ít nhất thì cũng phải ok một tí. Nó vững vàng, nó nhìn nó chắc một tí, tức là những con cá này nó sẽ có ở dưới đại dương thì mình mới có cảm giác là mình có hứng thú để mình chơi. Chứ bây giờ cá toàn cá ở đâu thì giống như Go 88 này, Sunwing này, ui giời cá tôi thề luôn anh em ơi. Thì cuộc đời tôi đúng cũng cũng gần ba mấy năm trời rồi, nhưng mà thật sự luôn trước chưa, chưa gặp một con cá nào như thế luôn. Thề luôn, nó rất là ảo luôn, ngay cả con cá chép mà nó cũng ảo anh em ạ. Cho nên là thôi, tôi đã quyết định rồi, sẽ không chơi nữa. Ui mẹ lại bị cướp này. Rồi mẹ thấy như này nãy giờ cướp khá nhiều của tôi đấy anh em ạ. Nãy giờ là cướp của tôi khá nhiều đấy. Cày đấy, cày đấy. À, được lắm, được lắm, được rồi. Ok thôi. Không có gì mà. Rồi. Của thiên thì giả địa thôi, có gì đâu mà. Một cái mẹo anh em nhá, một cái mẹo nhá. Nếu như mà anh em bắt cá ấy, mà xui quá nó lâu không nổ ấy, thì anh em hãy dừng cho tôi khoảng 5 đến 10 phút. Dừng khoảng 5 phút đến 10 phút gì đấy rồi anh em tiếp tục bắt. Chứ đừng có cố mà bắt gắng anh em nhé, đừng cố bắt gắng nhé, rất là dễ thua luôn, cực kỳ dễ thua luôn. Cứ dừng lại khoảng đâu đó khoảng 5-10 phút gì đấy rồi lại chơi tiếp, vấn đề gì đâu, đúng không? Không cần phải gấp gáp làm gì hết, chơi cái gì cũng thế, đừng gấp gáp, bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi anh em ạ, chơi từ 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 từ, kiếm từ từ thôi. Chứ bây giờ anh em càng gấp thì càng dễ đi thôi anh em ạ, thật sự luôn. Với kinh nghiệm trước đây của mình như thế rồi thì mình cũng chia sẻ lại cho anh em thôi, chứ cũng không phải là lên mặt hay là cái gì ta đây to tát lắm đâu. Đấy thì cái gì mà mình đã vấp phải rồi thì mình chia sẻ lại cho anh em để anh em tránh, được chưa? Thôi cá sấu này chắc là bỏ rồi đấy, không nổ rồi, đừng cố nữa bạn ơi, nó không nổ đâu. Thanh niên này chạy ngay luôn này, bắn một tí thấy đen là chạy ngay luôn này, chắc là lại thoát ra vào lại đấy mà. Thanh niên này chắc là lại thoát ra vào lại ấy mà. Rồi, bắn mức 10k thôi anh em ơi. Tôi tính lên 20k nhưng mà thôi cứ từ từ đã. Bắn mức 10k cái đã. Chưa chưa lên được đâu. Những map trước đầu tiên như thế này chưa lên được đâu. Rồi xong, nhìn con rồng mà đúng là lệ chan khóe mắt luôn anh em ạ. À, lì thật sự luôn. Rồi xong, lại đến cá chép này. Cá chép này con thứ ba rồi nó chưa nổ đấy. À, thì ra là phải chờ chờ nói thì nó mới nổ được anh em ạ. Nó phải mình phải phải chửi nó mới nổ được. Rồi rồi thanh niên này là ngựa non háo đá này, 6 củ nhưng vào chơi mức 80k này. Rồi để xem anh ta sẽ tồn tại được bao lâu, tôi sẽ chờ xem anh ta sẽ tồn tại được bao lâu anh em nhé. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sử đời anh em ạ, tuổi trẻ chưa trải sử đời ấy mà. Thật ra thì trước đây ông bà ta nói rồi, tham thì thâm thôi, đúng không anh em? Tham thì thâm thôi, mình cứ từ từ bình tĩnh ôn hòa thôi. Qua map rồi mà vẫn mất 3 lít đấy, thấy không? Bấm không kịp luôn mà vẫn mất 3 lít đấy. Mà đấy, để xem cái thằng này nhìn rất là bực mình luôn, đúng là ném tiền qua cửa sổ mà. Tuổi trẻ chưa trải sử đời anh em ạ, nhìn rất là chán luôn. Tôi mà ở gần thì tôi phải cho nó vài cái bạt tai cho nó tỉnh ra. Đấy, đấy 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 đấy, chơi kiểu đấy thì
tiền nào đỡ nổi đây, chơi kiểu đấy tiền nào đỡ nổi đây. Đấy, vào chắc là cũng khoảng được 30 giây nhỉ, đúng là thanh niên chán thật sự luôn. Ok, mẹ mình chỉ dám chơi mức 10-20k và lên từ từ, nâng lên từ từ. Mẹ thanh niên vào 4-5 củ làm phát 80k, ông nội ơi không hiểu là nó nghĩ cái gì trong đầu luôn ấy. Chắc là cũng phú nhị đại thứ thiệt anh em ạ, chán cho tuổi trẻ. Rồi lại một thanh niên nữa, rồi xong rồi con này. Ôi mày quá, vẫn nổi, gỡ gạc lại được một tí này, gỡ được một tí anh em ơi, không thì xong luôn. Đấy, để xem thanh niên này được trụ được bao nhiêu giây này, tôi sẽ tính bằng giây thôi, không tính bằng phút anh em nhé. Với những trường hợp như thế này tôi sẽ không cần phải tính bằng phút, chỉ cần tính bằng giây thôi. Anh em thấy không, nãy giờ mặc dù là bắn nhiều con rất là lâu nhưng mà cái mức lỗ của tôi nó còn trong cái phạm vi cho phép được, lỗ 1-2 củ quay đầu thôi. Đấy, rõ ràng là tôi đã bị gặp khá là nhiều con cá rất là khó nhá, cực kỳ khó nên nó không nổ luôn nhá. Nhưng mà tôi chỉ thua trong cái phạm vi đó là chấp nhận được thôi, lag rồi anh em ạ. Lag rồi, khổ quá. Thoát ra vào lại phát nào. Khổ ghê luôn đấy. Đấy. Vẫn cái mức đấy anh em, vẫn cái mức đấy. Đã thua đâu. Ôi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Sai rồi, vào mức 10 đến 100k chứ. Mức 1 đến 10k thì nó hơi ít. Đấy, anh em thấy không? Lag, anh thấy không? Lách lag không? Lag thật sự luôn. Lên 20k đi, bắn 20k đi anh em ơi. Nổ phát nào. Không nổ kìa. Nhiều khi bắn một thời gian mà bắt đầu nó ra vào lại thì mình phải bắt lại lại từ đầu anh em, bắt đầu lại từ đầu anh em ạ. Má ơi luôn. Bỏ. Bỏ luôn. Ui giời ơi. Xui quá nhờ, xui quá nhờ. Đấy, bắt đầu phải lại từ đầu anh em ạ. Nãy giờ là hình như là chưa 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 ăn được con cá sấu nào đúng không? Chưa ăn được con cá sấu nào đúng không? Chắc phải làm tí cá sấu chứ. Bắn nãy giờ mà chưa bú được con cá sấu nào. Anh em thấy không? Cái kinh nghiệm chơi ấy là tốt nhất là đừng có tham những con cá nhỏ nhá. Cá nhỏ là anh em bỏ thôi, tập trung vào những con cá to và con boss này. Ví dụ con cá sấu này nhá. Nếu như anh em bắn khoảng tầm đấy, mẹ mấy thanh niên này thấy mình bắn là bắn theo này. Em bắn một chốc mà nó không nổ ấy thì tốt nhất là mình bỏ đi, mình đừng có đu theo nó anh em ạ. Nó mà đã không nổ thì anh em có bắn bằng trời nó cũng không nổ thôi. Con rồng thế nhá. Cá nhân tôi thì tôi sẽ không theo một con cá nào quá lâu đâu. Rồi ok này. Đấy, nãy giờ thì nó cứ quanh quẩn ở cái mức này thôi. Có vẻ như là cũng không được may mắn cho lắm nhưng mà mình vẫn điều tiết được cái nhịp độ anh em. Quan trọng là vẫn điều tiết được cái nhịp độ. Rồi tôi sẽ nghỉ một tí nha mày, qua làm mấy tay tài xỉu đi. Bắt đầu lộc lá này về sao? Đây cầu đang đẹp này, cầu gãy đôi này. Nhưng mà không biết là tôi vào thì nó có gãy không đây. Không biết thế nào đây. À. Ô dừng 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 anh em ơi. Bắt con cá chép này đi. Không biết là tôi vào thì có gãy không, em đang gãy đôi đấy. Nhưng mà biết đâu mình vào và là gãy nữa thì xong luôn. Vẫn không nổ này, trời ơi. Vẫn vào cái xỉu nhỉ. Vẫn đang kích cái xỉu này. Vẫn cực kỳ kích cái xỉu ở tay này. Rồi xong. Má ơi luôn này. Đéo nổ luôn anh em ạ. Mẹ mày bực mình. Đặt cược này. Tôi vẫn kích cái xỉu cầu gãy đôi. Ba con một. Ui giời ơi. Ok húp này. Má pha đấy mà lên 3-1 thì ngon tuyệt vời luôn đúng không? Nổ quả hũ nữa thì đúng là ôi giời ơi luôn. Đấy. Thôi được rồi, như vậy là cũng lãi được 2 củ rưỡi rồi, anh em thấy không? Đấy, nó phải biến hóa khôn lường như thế cho anh em. Thua keo này ta bảy kiếm khác, bên này xui ta sẽ nhảy sang bên kia. Em thấy không? Đấy, đấy chính là cái kinh nghiệm chơi chứ còn gì nữa. Ok, thì hôm nay tôi sẽ dừng lại tại đây em nhé. Đường link của con app bắn cá đổi thưởng này tôi sẽ để ở phần mô tả cho anh em tham khảo nhé. Nếu như cảm thấy ok thì anh em mình cùng giao lưu thôi. Còn nếu như anh em có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận ở dưới video này cho tôi. Tôi sẽ giải đáp hết toàn bộ cho anh em. Ok, chúc anh em gặp nhiều may mắn nhá. Xin chào.